Sau 120 phút làm bài môn toán, sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, các thí sinh thủ đô Hà Nội hoàn thành môn toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024. Em thấy để dễ ạ. Em thấy là hai câu cuối đại với hình thì chỉ cần chăm một chút là làm được ạ. Đề thi hôm nay em cảm thấy khá dễ. Ở môn thi cuối cùng, nhiều phụ huynh cũng đã dành cho đứa con của mình nụ hôn ấm áp hay bó hoa tươi chúc mừng các con hoàn thành kỳ thi. Thực ra là mình chuẩn bị cho con một bó hoa cũng không có ý gì khác đâu, mà là chỉ muốn chúc mừng con đã hoàn thành được cái kỳ thi này. Những ngày vừa qua con đã rất là cố gắng và vất vả rồi, nên là dù có kết quả thế nào thì mình cũng sẽ sẵn sàng đón nhận cùng với con. Nên là mình cũng muốn dành tặng con một bó hoa để thể hiện cái tình cảm của mình dành cho con. Bên cạnh đó, các gia đình cũng dành cho sĩ tử những dự định để lấy lại năng lượng sau những ngày miệt mài đèn sách, cũng như hai ngày thi vừa qua. Chia sẻ với phóng viên, anh Trần Văn Tiện cho rằng, ngay từ đầu gia đình cũng không tạo áp lực cho thí sinh. Cùng với đó, sau kỳ thi này gia đình sẽ chiều theo nguyện vọng của cháu, để cháu được thoải mái về tâm lý. Anh đi cả hai nơi đều là quê, bên nội bên ngoại, và kể cả đứa bé cũng thế, nó đều có nhu cầu về quê chơi và đi thả lỏng những cái nơi mà nó gần, khoảng tầm 1-2 ngày. Chứ anh thì cũng là cán bộ, đi làm cũng có thời gian để nghỉ ngơi được nhiều. Nên không như kiểu kinh doanh buôn bán thì cũng gia đình sẽ có điều kiện hơn, nhưng mà với cái điều kiện mà để về quê mà nghỉ cuối tuần các thứ thì nó hoàn toàn là trong khả năng của gia đình, và nó cũng là những cái mong muốn của bản thân các con. Thứ hai nữa là trong sau khi mà thả lỏng kỳ thi này thì có thể sẽ tạo cho nó những cái môi trường thả lỏng khác, như là học bơi hoặc là chơi những cái môn thể thao mà nó là cái năng khiếu của các con. Mình cũng đã nghĩ đến cái chuyện này rồi, nên là cũng sẽ theo mong ước của con. Vì thực ra là cái năm nay là cái năm cuối cấp và các con đã rất là mệt mỏi rồi ấy. Thì mình sẽ chiều theo ý con thích đi đâu mình sẽ cho con đi nơi đấy. Để có thể là lấy lại năng lượng đấy của những cái ngày vừa qua. Nói chung thì nhà anh cũng chọn cái phương án an toàn cho con, tức là cũng đã đăng ký cho con được xét thẳng vào một trường, còn sau đó thì mới cho con thi trường này để giảm bớt cái áp lực trong thi cử cho con đi. Vì là anh có công tác trong Đà Nẵng, nên là thì sau kỳ thi dự cho các con ở trong đó một thời gian thay đổi không khí. Trải qua hai ngày thi, nhiều thí sinh thở phào nhẹ nhõm vì đã làm tốt mục tiêu mình đề ra, dù sẽ có người đỗ trường công lập, người học trường dân lập hay học nghề, nhưng hoàn thành một kỳ thi vô cùng áp lực, vượt qua được chính mình, đó là thành công của các bạn trẻ.